Thưa quý vị thính giả, hôm nay Hồng Phúc xin được gửi đến cho quý vị một hồi ký của tác giả Phương Toàn, hồi ký mang tựa đề Cua mẹ em. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung của hồi ký này qua phần trình bày của Hồng Phúc. Đại úy Hinh bay cho tướng tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh, cứ bay 2 ngày thì nghỉ 1 ngày. Trung sĩ cơ khí viên phi hành Nguyễn Văn Trương quê ở Vũng Tàu, cứ mỗi 2 kỳ bay thì về thăm nhà 1 lần. Ngoại trừ những ngày hành quân đụng nặng, những ngày thường nếu không bận lắm, ông tư lệnh cũng châm trước cho đàn em về Biên Hòa sớm hơn một chút, để tụi nó còn kịp về thăm nhà. Trung sĩ Trương thường nhờ bạn lấy Honda chở ra ngã ba Bến Gỗ, ngoài xa lộ, để đón chuyến xe cuối cùng về Vũng Tàu. Hôm nay bay hành quân, Trung sĩ Trương vui lắm, nói hoài về chuyện ngày mai sẽ đón cô Ánh, người bạn gái đi Vũng Tàu chơi, sau đó sẽ giới thiệu với gia đình. Buổi sáng, một buổi bay bình thường, tướng Lê Văn Tư ghé vài đơn vị để duyệt xét tình hình, sau đó bay về Long An, nơi bảo đệ của ông là Đại tá Năm đang làm tỉnh trưởng để ăn cơm trưa. Buổi chiều, Trung đoàn 49 bắt đầu đụng trận ở Đức Huệ. Lính la ơi ới trên tần số, đội Việt Cộng chạy ngờ ngờ trước mặt mà bắn không trúng vì khoảng cách khá xa. Chiếc CNC cũng lên vùng đuổi Việt Cộng như người ta ví cù bắt chuột. Để né đơn vị bộ binh đang tiến đến gần, Việt Cộng chơi trò cút bắt, chúng trốn dưới ruộng, lát. Khi máy bay đến gần và tông cỏ mà chạy khi máy bay lạng qua chỗ khác. Mải mê với trò đuổi bắt đó mà chiếc CNC về tới bộ chỉ huy ở Tràng Lớn lúc trời nhá nhem tối. Ngày mai xuống ca, phi hành đoàn, đại úy Hinh chớp đèn bay về Biên Hòa để nghỉ xả hơi và cho đoàn phi đạo bảo trì phi cơ. Trung sĩ Trương buồn ra mặt vì chuyến xe đò cuối cùng rời Bến Gỗ đi Vũng Tàu vào 5 giờ chiều, chắc đã khởi hành từ lâu. Đại úy Hinh im lặng bay, thỉnh thoảng ngó lại đằng sau nhìn Trung sĩ Trương. Cuối cùng ông hỏi: Trương muốn về Vũng Tàu tối nay không? Muốn chứ đại úy, mà trễ quá rồi, con Đào em nó giận em. Em mới làm lành được mà mai lại chật hẹn, thế có chết không chứ? Chiếc trực thăng cứ lạch bạch bay về hướng phi trường Biên Hòa. Đến cầu Gành, nó không quẹo vào cận tiến để đáp xuống phi đạo 223, mà cứ bay thẳng xuống hướng Nam. Đại úy Hinh lên tiếng: Trương, nhà Vũng Tàu khu nào? Có bãi nào đáp được không? Có đại úy, nhà em ở ấp Thắng Tam, có sân nhà thờ rộng lắm. Hôm nay cho về thăm Đào, mốt lên bay nghe chưa? Dạ, cảm ơn đại úy. Chiếc CNC đáp xuống sân nhà thờ ấp Thắng Tam, cho Trung sĩ Trương leo xuống rồi lộn ngược về Biên Hòa. Sáng thứ hai, chiếc CNC lại cất cánh từ Biên Hòa đi Tràng Lớn. Trên tàu có mùi gì hơi khó chịu. Đại úy Hình hỏi: Mùi gì trên tàu? Hôi như mùi tôm cá vậy tụi bay. Trung sĩ Trường trả lời: Mùi cua biển đó đại úy. Mẹ em nói đem theo để tối nay mình lai dai. Đại úy nhờ bộ binh luộc dùm, mình nhậu chơi. Cua mẩy không? Hết sẩy đại úy. Cua của mẹ em mẩy lắm, nhất là những ngày cuối tháng không trăng. Bà già nói mời đại úy và phi hành đoàn ăn lấy thảo. Buổi chiều, sau phi vụ cuối cùng, phi hành đoàn và một số sĩ quan ngồi nhậu cua biển ở cư xá Vãng Lai. Đại úy Hình nói: Xin giới thiệu với quý vị bộ binh, nay mình ăn cua của mẹ Trung sĩ Trương. Quay qua Trương ông hỏi: Trương, bà già bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, ngoài 40 đại úy. Mà ông hỏi làm gì? Không để làm gì cả, chỉ thắc mắc sao 40 mà cua còn mẩy quá. Trương ơi, bây giờ mày ở đâu?